Em có điểm gì đặc biệt hơn so với các ứng viên khác? Ơ! Của ứng viên khác á? Điểm yếu của em là gì? Là em không có điểm mạnh. Trời ơi! Làm thế nào để cái hồ sơ của mình nó nổi bật hơn? Mình theo đuổi một cái ngành hot thì liệu là cái tương lai của mình nó có được đảm bảo? Cái kỹ năng mà anh muốn nói ở đây là như thế nào? Học và có được những cái chỉ ngắn hạn này nó có nhiều ý nghĩa trong cái việc mình đưa ra quyết định để tuyển dụng các bạn trẻ hay không? Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Đây là bài viết Cờ tỷ phú, minh họa sinh động cho sự xấu xa của chủ nghĩa tư bản của tác giả Loveless đăng trên spyroom.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi, còn chủ nghĩa tư bản xấu xa như thế nào thì mời bạn lắng nghe bài viết. Hãy mua đất đi, không ai tạo ra nó nữa đâu. Mark Twain từng viết. Đó là câu châm ngôn mà bạn cần nhớ khi chơi một trong những board game phổ biến nhất hiện nay, đó là cờ tỷ phú. Mua đất, xây khách sạn, sau đó là thu tiền từ những kẻ không may đi vào khu đất của bạn. Ít ai biết đến người sáng chế ra trò chơi này là Elizabeth Magee, và có lẽ bà sẽ tự mình vào tù nếu như bà vẫn còn sống để biết được rằng phiên bản bị bóp méo của trò chơi đó có sức ảnh hưởng như thế nào. Tại sao vậy? Vì trò chơi này khuyến khích người chơi làm những thứ đi ngược lại với những giá trị ban đầu mà bà Elizabeth Magee muốn nói tới. Sinh năm 1866, Magee là một người phụ nữ luôn lên tiếng phản đối những quy ước xã hội và chính trị thời bấy giờ. Bà ấy độc thân, kể cả khi đã trên 40 tuổi, sống độc lập và tự hào về điều đó. Bà đã có màn tuyên bố táo bạo trước công chúng bằng cách viết một đoạn quảng cáo trên báo. Bà ấy chào bán chính bản thân mình là một nữ nô lệ Mỹ trẻ tuổi dành cho người đưa ra giá cao nhất. Bà ấy nói với những độc giả bị sốc rằng mục tiêu của bà ấy là nhấn mạnh vị trí thấp kém của phụ nữ trong xã hội. Bà ấy nói rằng phụ nữ không phải máy móc, chúng tôi cũng có trí tuệ, ham muốn, hy vọng và khát vọng. Ngoài việc phản đối sự bất bình đẳng giới, bà còn thách thức cả hệ thống sở hữu tài sản của chủ nghĩa tư bản. Nhưng lần này không phải là một tuyên bố công chúng mà là dưới dạng một board game. Cảm hứng của bà bắt nguồn từ một quyển sách mà cha bà, nhà chính trị gia chống độc quyền James Magee đã tặng bà. Khi đọc những trang sách của tác phẩm kinh điển Tiến bộ và nghèo đói của Henry George, bà ấy đã tiếp nhận được ý chí của tác giả rằng quyền bình đẳng sử dụng đất của mọi người cũng rõ ràng và hiển nhiên như quyền hít thở không khí của họ vậy. Đó là quyền cơ bản khi họ sinh ra. Trong những năm 1870, khi đi trên khắp mọi miền đất nước Mỹ, George đã chứng kiến sự nghèo đói luôn hiện diện, ngay cả khi sự thịnh vượng càng lớn mạnh. Ông ấy tin rằng sự bất bình đẳng trong sở hữu đất đai đã gắn kết hai mặt trái ngược này, tiến bộ và nghèo đói, với nhau. Vì vậy, thay vì kêu gọi người dân mua đất như Mark Twain, ông yêu cầu chính phủ đánh thuế đất đai. Bởi vì sao? Bởi vì giá trị của một mảnh đất không dựa vào cái gì sẽ được xây trên đấy mà dựa vào tài nguyên thiên nhiên nằm ẩn sâu bên dưới, hoặc dựa vào địa thế của nó với các vùng xung quanh. Gần đường bộ và đường sắt, một khu kinh tế phát triển và an toàn, hay gần bệnh viện và trường học tốt chẳng hạn. Ông nhấn mạnh rằng tiền thuế thu được cần được dùng để đầu tư phục vụ cộng đồng. Bà Magee quyết tâm chứng minh lợi ích của đề nghị của George bằng cách sáng chế ra và đăng ký bản quyền trò chơi chủ đất Landlord's Game. Trò chơi gồm một bảng có vẽ những con đường và địa danh được bày bán, một điểm mới của trò chơi thời đó. Tuy vậy, điểm nhấn của trò chơi nằm ở hai bộ luật chơi mà bà đã viết. Trong bộ luật chơi thịnh vượng, mỗi người chơi sẽ đều nhận được một khoản tiền khi một người chơi khác mua một tài sản nào đó. Minh họa chính sách của George về việc đánh thuế đất đai, và trò chơi kết thúc với phần thắng thuộc về tất cả mọi người, khi người chơi có số tiền ban đầu ít nhất đạt được gấp đôi. Ngược lại, trong bộ luật chơi độc quyền, mọi người chơi cạnh tranh nhau bằng cách mua các tài sản và thu tiền thuê khi họ chẳng may đi vào tài sản của người chơi khác, và kẻ thắng cuộc là kẻ làm tất cả những người còn lại phá sản. Bạn có cảm thấy quen quen không? Mục đích của hai bộ luật chơi này, theo Magee, là để người chơi trải nghiệm minh họa thực tế của hệ thống mua đất hiện tại cùng với những hệ quả thường thấy của nó, và giúp người chơi hiểu rằng những cách tiếp cận sở hữu tài sản khác nhau có thể dẫn đến những tình trạng xã hội hoàn toàn khác biệt. Magee nhận xét rằng, trò chơi này cũng có thể được gọi là trò chơi cuộc sống, The Game of Life, bởi vì nó có đủ các yếu tố của thành công và thất bại trong thế giới thực, và mục tiêu của trò chơi cũng tương tự như mục tiêu thường thấy của con người, đó là tích trữ tài sản. Không lâu sau đó, trò chơi trở thành cơn sốt trong giới trí thức cánh tả. Trong khuôn viên các trường như là Wharton School, Harvard và Columbia, cũng như trong cộng đồng Quaker, một vài trong số họ đã đổi luật chơi và vẽ lại bảng với những tên đường trong thành phố Atlantic.
một trong những người chơi ở trong cộng đồng Quaker, là một kẻ thất nghiệp tên Charles Darrow. Một khoảng thời gian sau đó, anh đã bán phiên bản sửa đổi của trò chơi này cho công ty Parker Brothers, như thể đó là trò chơi do chính anh ta sáng chế ra vậy. Khi tìm ra được nguồn gốc chính xác của trò chơi, Parker Brothers đã mua lại bản quyền của Maggie, nhưng sau đó đã phát hành trò chơi này với tên gọi đơn giản là Monopoly, cũng như chỉ đưa ra công chúng một bộ luật chơi duy nhất, đó là chỉ có kẻ giàu nhất mới là kẻ thắng cuộc. Tệ hơn nữa, họ quảng cáo trò chơi này cùng với tuyên bố rằng Darrow đã là người sáng chế, kẻ đã nghĩ ra nó vào những năm 1930, sau đó bán cho Parker Brothers và trở thành tỷ phú. Đó là một câu chuyện đổi đời bịa đặt mà, mỉa mai thay, càng minh chứng rõ nét về giá trị ẩn giấu đằng sau của trò chơi, làm giàu và đè bẹp những người khác để là kẻ đứng đầu. Lần tới, nếu có ai đó rủ bạn chơi cờ tỷ phú, có lẽ bạn nên áp dụng ý tưởng này. Khi bạn xếp tiền thu được từ ô cơ hội và hòm công ích, hãy đặt ra thêm luật để dành một khoản tiền cho thuế giá trị đất đai mà tất cả mọi người chơi đều phải đóng góp khi họ thu tiền thuê từ người khác. Nên đặt thuế là bao nhiêu? Số tiền thuế đó được chia như thế nào? Chắc chắn như câu hỏi đó sẽ dẫn tới tranh cãi nảy lửa xung quanh bàn cờ. Nhưng đó chính là điều mà Maggie đã mong đợi. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.